câu hỏi tiếp theo. Và trong Phật giáo Nguyên Thủy có kinh nào Đức Phật dạy cách để đã làm vợ chồng trong kiếp này rồi mà muốn tiếp tục làm vợ chồng ở kiếp sau thì phải làm những gì không ạ? Vì con nghe thầy Phật giáo Phát Triển giảng rằng trong kinh Phật có nói muốn được vậy thì phải làm ba việc sau: người chết trước phải phát nguyện rằng muốn gặp ở kiếp sau, người ở lại đồng ý, người còn lại phải sống độc thân hết kiếp này. Không biết điều này Phật có nói hay không, xin sư giải bài giúp con. Có ha, trong Tăng Chi Bộ Kinh chương 4 pháp, Đức Thế Tôn tức là có hai vợ chồng á, là nếu mà quý vị xem ở trong Tăng Chi chương 1 pháp đệ nhất cư sĩ thì có hai người là cư sĩ đệ nhất về nói lời thâm tình, thì xin thưa là cái nó không đúng, mà phải là đệ nhất chung tình. Nhưng mà trong bản dịch là đệ nhất thâm tình á, là quý vị sẽ biết cái tên vị đó. Ta xin mở ra luôn đi. Tăng Chi hả? Tạng Kinh này. Tăng Chi nhắc thì sư nhớ, nhưng mà nói cái tên thì phải tìm. Tỳ kheo ni nam cư sĩ Y Phục, đây nè, nói chuyện một cách thân mật, không phải nha, cái này là đệ nhất chung tình chứ phải nói chuyện một cách thân mật. Đây nè, là gia chủ Nakulapita. Quý vị tìm tên của vị này á, thì quý vị sẽ tìm ở trong tìm cái phần Tăng Chi. Quý vị vào trang Sutta Central. Gõ tên của vị này. Tìm cái phần mà Tăng Chi á. Tăng Chi. Không phải, xin nhớ Tăng Chi 4 pháp chứ phải Tăng Chi 6 pháp, không biết. Đây là Tăng Chi chương 4 pháp, đây Tăng Chi chương 4 pháp. Tìm ha, AN4, AN4 Tăng Chi 4 pháp. Bản dịch ngày Minh Châu ha. Rồi. Đây. Thì dựa trên bài kinh này á, đây nè, thì cái gia chủ Nakula đó, thì hai người này nè, tới ngồi xuống một bên là Bạch Thế Tôn nè. Chúng con vì rằng Bạch Thế Tôn, chúng con muốn thấy mặt nhau trong đời này mà còn muốn thấy mặt nhau trong đời sau nữa. Thì Đức Thế Tôn mới dạy, vậy này các gia chủ, khi cả hai vợ chồng muốn thấy mặt nhau trong đời này và cũng muốn thấy mặt nhau trong đời sau nữa, và cả hai là người đồng tín, đồng giới, đồng thí và đồng trí tuệ, thời trong đời hiện tại các vị ấy, các người được thấy mặt nhau và trong đời sau các người cũng được thấy mặt nhau.
Thì việc đầu tiên á, là chúng ta phải tuân theo lời của Thế Tôn là giống nhau về niềm tin, giống nhau về giới hạnh, tức là đồng tính là giống nhau về niềm tin, đồng giới là giống nhau về giới hạnh, đồng thí là giống nhau về lòng hào sảng, và đồng trí tuệ là giống nhau về trí tuệ. Trí ở đây là trí về nhân quả nghiệp báo. Rồi ngoài ra thì chúng ta còn thấy ở trên á, là Đức Thế Tôn nói là nữ gia chủ nè, mẹ của Nakula, bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn, từ khi con được đem về đây cho gia chủ cha Nakula, khi con còn trẻ tuổi, con không bao giờ biết con có điều gì xâm phạm đến gia chủ cha Nakula, cho đến ý nghĩ cũng không, chớ nói gì đến thân. Câu này có nghĩa là sao? Có nghĩa là từ hồi mà con được gả cho cha thằng Nakula đó, thì con chưa bao giờ ngoại tình, ngay cả là trong tư tưởng cũng không có. Tức là con không bao giờ nghĩ tới một cái người khác phái nào khác. Đây là điều đặc biệt. Rồi cái người chồng thì cũng nói như vậy. Và đặc biệt là họ có nói là chúng con muốn thấy mặt nhau đời này và đời sau, tức là hai người đều cùng muốn thấy mặt nhau đời này và đời sau nữa. Thì bốn điều đó cộng với hai điều trên là sáu điều. Thì khi chúng ta có đủ sáu điều á, thì hai người có thể làm vợ chồng đời này và đời sau. Còn khi nào mà chúng ta làm không được thì chịu thôi nha. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.